nay sản phẩm kem dưỡng da Sindot White Cream đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp loại bỏ các sắc tố đen nám, tàn nhang giúp da trở nên tươi sáng và trắng hồng vô cùng hiệu quả. thì trong video này, Shop sẽ review cụ thể hơn về dòng kem dưỡng Sindot, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem dưỡng da Sinodot, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng tăng độ đàn hồi cho da căng mướt, giúp da căng tràn sức sống. Ngoài ra, em này còn giúp dưỡng trắng da, làm xe khít lỗ chân lông tạo cho bạn một làn da sáng mịn như gái 18 vậy đó. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác sau một thời gian trải nghiệm thử sản phẩm này thì bị ấn tượng với công dụng giúp tái tạo và sản sinh ra collagen, bảo vệ làn da khỏi những tác động từ môi trường bên ngoài, đồng thời Em này còn giúp hỗ trợ tối đa trong việc khắc phục các khuyết điểm trên khuôn mặt, như đốm nâu, nám, tàn nhang nữa nhé. Hơn nữa, khi nhắc đến sinh đô thì hầu như khách hàng vẫn luôn bị ấn tượng, bởi thành phần có chứa 1000 ppm lutathione oan thường được gọi là chất tiêm trắng da với nồng độ cao nhất và tinh khiết nhất trên thị trường mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc hiện nay. Cùng tinh chất cây diên bạch có tác dụng làm trắng hiệu quả, ngăn chặn tia UV và làm tăng sản sinh collagen. Ngoài ra, kem còn có chứa vitamin C, alpha, lipoic acid có khả năng chống lại quá trình oxy hóa giúp da trở lên trắng sáng dần sau mỗi lần sử dụng. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem dưỡng da Sindo Tốt này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem dưỡng da Sindo Tot về dùng để cải thiện và bảo vệ làn da nhé. Kem chuyển trắng Sindo Tot White Cream hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem Sindo tốt hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.